Thưa quý vị, ung thư xương thường gặp ở độ tuổi thanh thiếu niên, trong giai đoạn xương của trẻ đang phát triển. Bệnh ung thư xương giai đoạn sớm thường có những triệu chứng mơ hồ, dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý khác. Bệnh nhân Nhi sinh sống tại một tỉnh miền núi phía Bắc. Bé thường xuyên đau mỏi chân. Sau cả năm thăm khám và điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh nhân được phẫu thuật với chẩn đoán là viêm xương. Tuy nhiên sau khi phẫu thuật, bệnh nhân không phải bị viêm xương mà là ung thư xương. Đầu tiên thì cháu mỏi chân, mỏi thì thời gian sau thì cháu bị sưng lên. Sưng lên thì đi khám ở trên bệnh viện tỉnh thì cấp thuốc để cho uống. Thì sau này cháu sưng đau lại đi tái khám lại. Thì các bác mới chuẩn đoán bảo viêm xương. Và các bác đến mổ. Mổ sau khi mổ thì cái bệnh phẩm được gửi đi và làm giải phẫu bệnh. Và sau đó có được trả lời là ung thư xương. Những trường hợp chẩn đoán nhầm sẽ làm chậm cơ hội sống của bé. Trong tình huống bé được cứu sống, thì vết mổ dài sẽ khó cho các bác sĩ phẫu thuật lần hai để cắt bỏ đoạn xương hỏng và thực hiện phục hồi vận động sau phẫu thuật. Cái ung thư xương và cái viêm xương đường máu ở trẻ con ấy, nó rất giống nhau về mặt hình ảnh trên cổng từ trên X quang. Thậm chí là đối với trường hợp mà cái viêm xương mà nó diễn biến không rầm rộ ấy, thì cái triệu chứng lâm sàng nó giống hệt nhau. Nhưng mà về mặt tiên lượng cũng như là về thái độ xử trí khác nhau hoàn toàn. Đối với viêm xương thì có thể mổ ngay lập tức, nhưng mà đối với ung thư xương không thể làm thế được. Một số cơ sở hiện nay là chẩn đoán nhầm ung thư xương với viêm xương. Và khi mà chẩn đoán nhầm như thế và các bác sĩ đã mổ ra rồi, thì sau đó giải phẫu bệnh mới trả lời đó là ung thư xương, thì lúc đấy lật đật quay trở lại điều trị hóa chất. Vì vậy mà có thể bệnh nhân sẽ được đáp ứng hóa chất, nhưng mà cái cơ hội bảo tồn chi cho bệnh nhân sẽ giảm đi rất nhiều. Thì ở đây thường xuyên gặp những cái trường hợp như thế. Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn đã triển khai nhiều kỹ thuật phẫu thuật như thay khớp gối nhân tạo, bơm xi măng phục hồi vận động cho bệnh nhân ung thư xương. Tuy nhiên, những kỹ thuật này sẽ phát huy hiệu quả tối đa vận động khi bệnh nhân mổ lần đầu. Với bệnh nhân mổ nhầm, do chẩn đoán nhầm phải mổ lần hai, tổn thương nhiều vị trí, sẽ khó cho việc phục hồi vận động sau này.